Đây là vành đếm ABS này. Một vài bác cứ hỏi tôi rằng là cái ABS nó có một vài những cái lỗi gì và tại sao lại báo đèn. Thế thì nếu như chúng ta mà cái dòng xe ABS này thì chúng ta sẽ có mấy phiên bản, loại phiên bản đếm răng và phiên bản đếm bằng từ và phiên bản đếm ở trên bi. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái video về cái cách khắc phục những cái hệ thống ABS báo trên xe và xử lý nó như thế nào. Đối với đường ở Việt Nam thì anh chị có thể thấy rằng nó rất bẩn, cho nên là đây là một vài những cái cảm biến đo của ABS, và tí nữa tôi sẽ chỉ cho anh chị một vài những cái vòng bi đếm ABS của những cái dòng xe này. Thế thì nó sẽ xảy ra một vài cái lỗi sau đây. Đó là cái răng kia, cái răng mà ABS ở bên dưới, cái răng nó gặp trục trặc. Cái thứ hai là cái từ nó gặp vấn đề. Và cái thứ ba nó là cái cảm biến này. Anh Kiên Trâm sẽ xem hai cái vòng bi hôm qua mà đếm ABS và vòng bi không ABS thôi. Đây, anh chị có thể thấy không? Thế thì chúng ta phải, nếu mà ABS nó lỗi thì chúng ta phải cần phải, một là nó sẽ hỏng cái cảm biến này. Hai là nó sẽ hỏng cái răng đếm này. Nó mất răng hoặc nó vỡ răng bên cạnh nữa thì nó có thể nó mất những cái từ ở trên những cái bi. Thế chúng ta sẽ cùng nhau đến xem những cái bi mà nó báo ABS. Đây là cái đối với hệ thống và xe cũ, đời cũ thì nó sẽ đếm bằng răng. Nhưng mà nếu như những cái đời mà đời cao, những cái dòng xe đời cao mà đời 2015, 2020 bây giờ thì nó sẽ báo bằng từ. Thế thì nó báo từ như thế nào thì chúng ta sẽ xem mấy cái vòng bi. 209. Đây, bi của Vios 209 này. Mặt từ đấy. Mặt này mặt từ. Đâu, mặt này là mặt từ. Ở đây, đúng rồi. Đây là một cái mặt từ nha anh chị nhá. Đối với dòng xe Vios 209 thì nó sẽ là, thì nó sẽ có hai cái loại. Một là mặt từ này, nó có thể là liên, nó có thể hỏng. Cái thứ hai là nó có cái cảm biến báo ở dây điện như tôi vừa chỉ cho anh chị. Cái thứ hai là ba là không có chứ. Những cái loại dòng đời thấp thì nó không có, đặc biệt là những dòng xe mà đời mà nó thấp, nó không ABS thì nó sẽ không có báo cái mặt từ. Thì nhìn hai cái mặt từ này nó khác nhau hoàn toàn anh chị này. Đây là mặt từ và bên này là mặt không từ. Thế thì để xử lý ABS thì nhiều khi anh chị cứ hỏi rằng là vậy ABS nó bị báo thì nó làm thế nào. Thì chúng ta chỉ xử lý có vài yếu tố. Thứ nhất là, một là thay cái vòng bi và thay cái mặt từ này đi. Trường hợp thứ hai là cái cảm biến ở trên xe, tức là cái cảm biến kia nó hỏng thì thay cái cục cảm biến đi là xong. Nó chỉ có những cái phần như vậy thôi. Còn rất ít khi mà nó báo lỗi về hệ thống từ hộp đen ra. Nó chỉ duy nhất có hai cái mặt này thì xử lý rất là đơn giản. Nó cho nhiều bác hay thắc mắc rằng là con em nó báo ABS thì nó tốn nhiều tiền không. Và cái thứ hai là một vài những cái hệ thống mà khi mà nó hỏng thì chúng ta cần phải xử lý nó. Thế thì đối với phanh sau thì nó cũng y chang như vậy thôi, cũng chỉ có cái những yếu tố là một là cảm biến, hai là mặt báo cảm biến, mặt phát ra cảm biến, một bên thu và một bên nhận, thì chỉ trong hai cái yếu tố đấy nó hỏng là chúng ta có thể xử lý được. Thì một vài những cái lỗi thường gặp của ABS, nếu như cái này nó hỏng thì nó sẽ gây ra cái lỗi gì? Thứ nhất là đặc biệt đối với dòng Camry đời cao ấy, và đặc biệt những cái xe mà càng sang thì khi mà hỏng thì khi chúng ta phanh, chúng ta đạp phanh như này, đạp phanh thì nó sẽ dẫn đến là chấn động ở trên xe. Cái thứ hai nữa là khi mà nó bị thì nó sẽ dẫn đến là nó không còn tốt ở trên đường. Có thể là một bánh lết và ba bánh kia vẫn quay, tức là nó lết. Cái ABS thì nó có yếu tố là điều đầu tiên là để là ví dụ như này, ABS là nó sẽ báo là ví dụ như là sẽ cho chúng ta là khi mà chúng ta đạp chân phanh nó cứng rồi thì lập tức là ABS nó báo cho chúng ta là phanh đang bị bó và đang bị lết, thì nó sẽ nhả, nó báo là cảm biến để nhả lưới má phanh ra, điều khiển cho chúng ta là nhả chân phanh ra để cho bánh lại xoay. Khi bánh xoay, nhích xoay cái thì nó lại nhả để cho ABS lại bó, tức là phanh hệ thống là kiểu như dạng như là làm chậm lại cái hành trình của chúng ta. Thì nó sẽ, nếu đối với xe đời thấp thì không có vấn đề gì lắm, nhưng mà đối với càng xe đời cao thì gây ra rất tiếng rất là khó chịu và rất là nguy hiểm, đặc biệt là nếu mà phanh trước. Nếu mà phanh trước mà nó bị thì nó rất nguy hiểm là nó sẽ kéo lái sang hai bên. Thế bởi vậy cho nên là chúng ta cần phải kiểm tra rất là kỹ, đặc biệt là từ má phanh, từ hệ thống báo ABS và
hệ thống rô tin dằng giật đằng trước cộng với toàn bộ những cái guốc phanh và má phanh. Như những chiếc xe này thì tôi đang làm nó rất là kỹ này. Từ hệ thống má phanh, từ rô tin cao su. Đấy. Kiểm tra rất là chi tiết. Con này hôm qua nó bị chết mất một buji à? Chết một con buji. Đấy, con này là chết một buji, một vòng bi và một thước lái, một đầu lắp ngoài. Đầu lắp ngoài. Đấy. Tổng thành đấy anh chị có thể biết là với mỗi một con xe như thế này thì làm gầm bệ nó tốn rất là nhiều công sức và rất là nhiều thời gian. Nên thì đấy là cái video chia sẻ cho anh chị về cách xử lý cái ABS, và bên cạnh nữa nhân tiện ở cái con xe này nó đang bị báo tôi xử lý luôn. Chia sẻ cho anh chị luôn để anh chị có thể, đây là một dòng xe morning cực kỳ đẹp anh chị nhá. Xe sản xuất 2008 và đăng ký lần đầu là 2012. Xe cực kỳ đẹp và xuất sắc, tôi vừa mới lấy nó về và muốn chia sẻ cho anh chị. Con này thử xem là ấy không? Con này nó ấy không? Gầm đúng không? Nó gầm nó đẹp không? Gầm đẹp nhỉ? Gầm sáng trưng đây. Thay trên thước lái này các bác này, xe nó khô đét luôn. Con này rô tin tất cả mọi thứ ngon đúng không em? Đi hơi cua bên lái hơi cua. Ừ. Cái đầu lắp bên ngoài cái hơi kém. Kiểm tra luôn đi đúng không? Thì lắp luôn nó vào anh thay luôn. Giữa một lúc là ra. Hả? Đầu bên này đây. Đây thước lái đây các bác nhá. Thước zin là nó có rô tin lái ngoài đi cùng nhé. Được theo xe thước zin là nó sẽ có cái rô tin lái ngoài đi cùng này. Đo luôn lái nhá. Có quả này bây giờ nó là bao tiền? Cái này của nó tầm 3 triệu. Đây là anh chị nhá. Cái thước này là thước người ta làm lại rồi. Cho nên là nó dơ này, anh chị nhìn thấy nó có cái độ lắc này. Sờ tay vào cái thước này nó kêu có lộc cọc cả. Và người ta đóng cái cổ này nó nhiều quá rồi. Cho nên là em không có tận dụng gì hết. Mà em cho nó đóng luôn một quả mới ở đây luôn. Và con quả mới này là nó hơn 3 củ thước ngon. Đây anh chị nhìn này, hết mỡ rồi. Hết mỡ. Em đi em cảm thấy nó có lộc cọc cả. Thế thì nếu mà bình thường chúng ta đi mà chúng ta, nếu mà chúng ta mua xe mà chúng ta không cần, không thay, không dọn gì thì về là được thời gian là chúng ta sẽ phải làm cái này. Nó hết mỡ, hết cả dầu luôn. Thì đi nó sẽ rất là chối và đi nó rất khó chịu. Nó cứ cọc. Nên có nhiều người ta tận dụng ấy, là người ta sẽ tiện hai cái cao su bạc nằm ở hai đầu này. Họ sẽ tiện, họ sẽ đút được hai cao su ở đây nhưng mà đi nó rất là nặng lái và đi rất khó chịu. Đi nó rất là khó chịu anh chị. Đây nó tiện, nó sẽ có cái bạc nằm ở trong này. Đây cái bạc nằm ở đây, nằm ở phía trong này. Đấy, nó có cái răng này. Nó bạc nằm ở răng ở trong này thì nó sẽ có cái tiện, nó sẽ thả cao su vào trong cái răng này. Và như vậy đi thì sẽ được khó chịu. Và em cua thấy nó tạch tạch mà. Đây. Và đã đưa một em mới vào đây. Em phát hiện ra non thế nhưng mà em tinh xe lắm, chỉ cần đi cua đúng một vòng chạy ở chỗ bảo tàng phát em nhìn thấy phát em thấy có vấn đề ngay. Có cái đai rồi đấy. Đây nó bó một đầu này. Ừ. Đúng đầu này chết vào cua kêu cọc. Đấy, anh chị đấy. Khi mà em đi em chỉ cần thử xe bắt đầu sẽ phát hiện ra ngay. Và rất là nhanh và đưa cho một em mới tinh vào đây và lên xe là chạy sẽ im lét ngay. Đang lắp vào rồi anh chị. Tí sẽ vứt luôn cái thước này lên trên đít xe này cho anh chị. Nếu nào mà lấy chiếc xe này thì còn sẽ có theo một cái thước ở đấy. Nhìn thấy luôn. Đây anh chị này, một quả lắp ngoài mới tinh sẽ phải vào chiếc xe này.
cộng với lại một vòng bi. Đây, đây đang thay vòng bi. Đấy, cho nên là tại sao các bác cứ bảo là em nó cẩn thận tính nhiều năm trước và em đều làm như vậy. Và cho đến bây giờ cũng thế. Bắt đầu vào thước lái. Khi xong em thước lái này thì sẽ làm nốt vòng bi bên kia cộng với lại một quả lắp ngoài là sẽ bon bon trên đường vài năm. Con thước này nếu mà theo đi nó vừa vừa nó khoảng bao năm? Con này đang con này đang đi phố, nếu mà đi không phải đi đường rừng đường làng mà đi đường phố thì chắc tầm 3-4 năm không phải nghĩ. Đấy, vậy làm xong như này sẽ đi được 3-4 năm anh chị ạ. Thước lái lắp hết 4 năm. Mình cứ gọi là 4-5 năm mà nếu mà chúng ta đi ok. Đi bây giờ phải tháo ra thay quả này đúng không? Đợi anh lắp cái này vào rồi tháo cái đấy. Một vòng bi bên này, một quả thước lái, một lắp ngoài. Làm thế nhưng mà mẹ trèo lên phát em biết ngay là mày xe con này nó ấy. Bao năm nay này cua phát biết ngay. Hả? Chứ gì ạ? Ông thợ bảo tân để mỗi cái giảm sóc. Không thấy chết nào, vẫn phát hiện ra đúng không? Không chảy dầu nhưng mà đơ đi bên khác ra phải không? Đâu mà làm lại đang làm ra chấm cho nó ốc không xong nó tròn nữa. To cái tí này hơi to chống lỗ. Cá gáo qua đi không sợ nó chèn trời. Gọi là dầu mỡ đỡ chân tay các bạn. Các cụ ngày xưa vẫn có câu là như vậy. Đo luôn lái nhá. À có chứ. Em bắn được rồi kìa, bắn được rồi. Ở trên đấy là nhìn thấy nó lái nó hơi cái thước cũ nó căn đi. Bọn nó căn nó hơi lệch. Con này trước. Con này trước nó tiết kiệm cho nên là người ta không thay. Đây là cái điều mà sẽ gây rất nhiều những phiền toái sau này. Anh kia đây. Tí nữa vệ sinh luôn cả cái ABS này. Đây là cái ABS này, cái cảm biến ABS này anh chị nhé. Vệ sinh luôn. Con này trước chủ trước nó làm cái cân bằng rồi nhưng mà nó làm lại không thay hết những cái đồ thì chắc nó tiết kiệm cái thước lái nó tháo ra nó lại làm nó sửa. Em mới vệ sinh cả cái này, như cái phanh này nó hơi nóng hay sao? Đấy, làm gầm là nó như vậy các bạn, nhanh rất là nhanh. Làm sơn thì lâu nhưng làm gầm thì cực nhanh luôn.